Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái cách về phô ngược đầu. Tức là cái tài liệu đang thuận đầu, tức là đang thuận hai mặt với nhau như thế này, thì chúng ta sẽ phô ngược đầu. Thì các bạn biết là trong một số cái tài liệu, và đặc biệt là cái tài liệu mà đối với những cái bảng tính mà in từ Excel á, thì những khách hàng hoặc là những cái đơn vị người ta hay in để cho nó ngược ngược đầu với nhau, để khi mà mình lật, ví dụ một cuốn tài liệu mà khi mình lật ngang á, ví dụ lật vậy, ví dụ lật vậy, thì người ta sẽ đọc được từ từ ở trên trang này, chúng ta sẽ đọc xuống này luôn. Khi ta lật một một lần như thế này thì đòi hỏi cái đó thì chúng ta phải photo ngược. Nhưng mà đối với một số khách hàng á, có thể họ biết cách họ in trượt xong họ đưa vào cho mình. Còn một số khách hàng á, là họ in luôn hai mặt như vậy, hai mặt thuận, sau đó họ kêu mình là phô làm sao để cho sắp xếp tài liệu cho họ theo cái một cái trình tự đọc cho nó dễ, thì bắt buộc mình phải photo ngược. Thì photo ngược thì nó có hai cách. Cái cách thứ nhất là chúng ta sẽ phô lật thủ công, và một cách á, là chúng ta sẽ chọn lệnh trong máy. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, mình sẽ chia sẻ cái cách phô như thế nào cho các bạn hãy theo dõi nhé. Cái cách thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng chúng ta lật thủ công. Thì cái nắp này là các bạn phải chịu khó, các bạn đứng các bạn lật. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là đây, cái tài liệu đây là tài liệu hai mặt thuận đúng không, hai mặt thuận. Thì chúng ta sẽ đưa như thế này. Đối với cái khay chúng ta sẽ chọn, ở đây mình sẽ chọn cái khay khay giấy dọc như thế này ha, khay giấy dọc như thế này. Thì đối với cái mặt thứ nhất đây, mặt thuận nè ha, đầu thuận là các bạn sẽ thấy đầu thuận chúng ta đưa vào cái mép trên của giấy như thế này ha, chúng ta bấm start cái. Và đối với mặt thứ hai, thường thường á, nếu mà hai mặt thì mình lật như vậy, nhưng mà đối với hai mặt thì mình lật như vậy, mình chỉ cần đảo lên vậy nè, đảo ngược lên vậy. Rồi chúng ta fold. Này bây giờ thấy đây nè, ngược đầu. Đó là cái cách thủ công, đó là cách thủ công. Còn bây giờ mình sẽ chạy trên khay nắp ADF. Thì đối với cách thứ hai là các bạn bỏ tài liệu vào, bỏ đồng nào cũng được. Sau đó các bạn tới màn hình, các bạn chọn cho mình là cái khay giấy các bạn cần chọn. Các bạn chọn hai mặt ha, các bạn chỉnh tầm lợt mực gì đó, rồi sau đó các bạn tiếp tục vào trong cái đúp Corbin Sorry nè, Sorry, các bạn vào trong đây. Và chúng ta ở đây thì các bạn hồi nãy các bạn là chọn hai mặt, thì nó đã mặc định hai mặt cho các bạn chọn vào trong cái orientation đây. Ở đây các bạn nhìn kỹ nè, thứ nhất ở đây là cái phần top top to top top to top, tức là cái bảng chụp của mình, cái bảng gốc của mình, cái bảng tài liệu của mình đang là ở chiều thuận, top to top tức là đang ở chiều thuận. Thì khi mà nó copy qua đây là các bạn thấy copy không, thì nó sẽ ra là top to top, tức là theo cái mặc định của máy là nó là như vậy. Nhưng bây giờ mình đang cần ở một chế độ là chụp ngược cái tài liệu, thì ở đây mình top to top, thì ở phía bên copy mình phải chọn qua phần top to bottom. Là các bạn sẽ thấy nè, các bạn sẽ thấy là cái giấy của nó, giấy nó ngược này, các bạn thấy nè, giấy nó ngược, các bạn chọn vào top to bottom rồi các bạn bấm ok. Các bạn bấm ok thì ra phải tới khi mà các bạn ok hết thì ra cái màn hình này, các bạn không không có chọn thêm cái không có chọn cái này nữa ha. Nếu các bạn chọn hai mặt nữa thì nó sẽ ra hai mặt bình thường, chứ nó không có chọn giống như là đảo ngược giấy. Do đó khi mà tới ra lệnh này, các bạn chỉ cần bấm start thôi là cho máy nó chạy. Đây khi máy chạy ra các bạn thấy không, top to top top to bottom là thấy không, là khi mà các bạn ấy xong là các bạn thấy nè, đây cái tài liệu ngược, đây là cái mặt này, cái mặt này nó ngược đúng không, đây nè, nó ngược này, thuận chiều này, ngược này, đúng chưa. Đây rồi, đó là cái cách chụp tài liệu đảo ngược đầu. Còn đối với mà cái tài liệu hiện tại, bên nếu mà cái tài liệu mà khách hàng đưa tới mà nó đang ngược đầu, nhiều lúc khách hàng in nó đang ngược đầu và các bạn muốn cho các bạn chụp lại cho nó thẳng, cho nó hai cái đầu đều, hai cái đầu cùng chiều với nhau, thì cũng hai cách. Thì cách thứ nhất là các bạn sẽ chụp tay rồi như cách hồi nãy. Còn cách thứ hai thì các bạn cũng bỏ vào ở trong cái khay như thế này, rồi sau đó các bạn sẽ cũng chọn khổ giấy, cũng chọn khay giấy, cần chọn hai mặt chỉnh đậm mực mực cũng bạn cũng chọn vào trong size copy ha,
đúp copy series, các bạn chọn vào cái row indentation như nãy nè. Thì các bạn ở đấy nè, ở đây cái tài liệu của mình đang là ngược đầu ha, tài liệu đang là ngược đầu, thì cái phần này là cái phần đầu tiên, cái phần của tài liệu ban đầu tiên, thì do đó mặc định của máy là top to top, thì các bạn phải chọn vào top to bottom ha, tức là xử lý cái tài liệu đầu tiên, tức là tài liệu đang ngược đầu thì top bottom. Copy muốn copy sang ha, copy sang tức là top to top, tức là nó đang về trở về lại thuận đầu, thì các bạn cái mặc định của này thì nó vẫn để nguyên, các bạn bấm ok, sau đó các bạn bấm ok và các bạn bấm start. Rồi máy chạy ra. Rồi bây giờ tài liệu là nó đã về thuận đầu lại. Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Đó là cái những cái thao tác lệnh mà chụp ngược đầu và thuận đầu ha. Các bạn nhớ nha. Khi mà các bạn chụp hai mặt thì các bạn đầu tiên các bạn chọn khay giấy nè. Khay giấy cần chụp nè. Hai mặt thì các bạn chọn vào biểu tượng hai mặt nè. Sau đó các bạn chọn vào copy code size nè. Các bạn chọn vào cái orientation nè. Rồi, các bạn sẽ xử lý trong phần hai phần này. Nếu mà ở thuận chiều thì các bạn, đây là mặc định của máy là thuận chiều, còn ngược chiều thì các bạn chọn bên đây, copy là top button. Còn nếu mà tài liệu mà chụp ở cái độ ngược đầu tài liệu ban đầu thì các bạn sẽ chọn vào top button, khi copy ra là top stop là các bạn sẽ thực hiện được. Rồi, đó là những cái thao tác lệnh mình nghĩ cũng rất là đơn giản thôi. Mình sẽ xử lý được cho những cái tài liệu mà khi khách hàng in ở những chế độ bản tính mà muốn chụp ở chế độ lật mà người ta muốn xem hết một lượt luôn. Có những cái tài liệu đó như thế nãy mình mô tả với các bạn đó, tài liệu lật hết được thì chúng ta phải sử dụng cái thao tác này. Thì hy vọng là với chia sẻ một chút cái kinh nghiệm nhỏ nhoi của mình thì có thể là sẽ giúp cho tất cả các bạn mới vừa mới tiệm photo có thêm cái kinh nghiệm để xử lý tài liệu. Nếu các bạn thấy video hay thì các bạn hãy bấm nút like để ủng hộ tinh thần cho kênh Pado Official nhé. Và nếu các bạn nào mới qua kênh Pado Official thì các bạn hãy nhấn vào biểu tượng nút đăng ký và biểu tượng quả chuông để khi mình đăng video chia sẻ những cái kinh nghiệm in ấn lên thì các bạn là người đầu tiên có thể là theo dõi được. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau. Chúc các bạn thành công.